Chào mừng các bạn đã đến với lớp học truyện tranh. Sau bao nhiêu ngày bị táo bón, cuối cùng mẹ Mize cũng thoát nạn, nhưng xui cái là bị kẹt trong nhà vệ sinh, không biết Shin báo thủ có giải cứu được mẹ không đây. Bên cạnh đó, cô Matsuzaka ở trường mẫu giáo Futaba là một yêu nữ mua sắm chính hiệu, dù nhẵn túi mà cô vẫn cố xoay sở để mua bằng được món trang sức yêu thích. Hãy cùng xem cô giáo đã làm cách gì nhé. Bên cạnh đó còn có câu chuyện gia đình Nohara đi ngắm pháo hoa và tình cờ gặp nhà Nene. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng mình cùng vào lớp thôi. Tập phim mắc kẹt trong nhà vệ sinh. Mẹ Mise đang chăm chú xem lịch. Chết giờ, sao nhiều ngày đánh dấu X thế này? Không ổn rồi, mẹ rót một cốc sữa đầy rồi nốc cạn vì sức khỏe và sắc đẹp của ta. Vừa uống xong, mẹ hồi hộp chờ đợi một tín hiệu. Lúc sau bụng mẹ bắt đầu quặn lên từ từ, đó là một dấu hiệu tốt. Xem ra hôm nay có thể viết mặt cười lên lịch rồi đây. Mẹ vui sướng chạy ra phòng khách định khoe với Shin. Vừa gọi Shin một câu, bỗng mẹ suy nghĩ thấu đáo lại. Nói với ông tướng này thì khác gì nói qua cái loa phát thanh, kiểu gì cũng ra phố gào ầm lên cho mọi người biết là mẹ đã đi được sau 5 ngày táo bón. Thế thì xấu hổ chết mất, làm sao dám ra phố buôn chuyện được nữa. May mà cô cậu vẫn đang dán mắt vào tivi nên chẳng quan tâm gì đến mẹ. Mẹ lặng lẽ đi về nhà vệ sinh. Tiếng mẹ Mise hô quyết tâm vang to cứ như chuẩn bị đi đánh trận, và công sức đã được đền đáp. Hôm nay mẹ có thể vẽ một mặt cười tươi lên lịch rồi, nhẹ nhõm hết cả người, cứ như được sống lại vậy. Phải ra ngoài nằm nghỉ cái đã. Mẹ định mở cửa nhưng xoay mãi không được, có lẽ nào tay nắm đã bị hỏng luôn rồi sao? Trước đây cũng từng có dấu hiệu hỏng khóa mà bố mãi không chịu sửa, thật tức quá mà, phải làm sao bây giờ? Sau khi bộ phim kết thúc, Shin đói cồn cào mới nhớ đến mẹ, gọi loạn cả lên đón nhẹ, nhưng tìm quanh nhà vẫn không thấy mẹ đâu. Trong nhà vệ sinh, mẹ Mise đang nghĩ cách, tuyệt đối không trông cậy vào ông con rồi, nó lại bóc loa đi khắp nơi thông báo mẹ bị nhốt trong nhà vệ sinh cho coi, hình tượng của mẹ sẽ sụp đổ vì chuyện tào lao này mất. Vì vậy mẹ quyết định giữ im lặng trước tiếng gọi của Shin. Mẹ cố gắng thử một lần nữa bằng cách vặn thật từ từ và nhẹ nhàng. U là trời, tên nắm rụng hẳn luôn rồi. Mẹ đành phải gọi Shin trong tuyệt vọng. Shin ngó thấy mẹ qua lỗ nhỏ ở tay nắm cửa. Mẹ trốn ở đây vì không muốn chơi cùng Shin đúng không ạ? Tào lao là nhanh, mẹ đang bị nhốt đây này, mau mau cứu mẹ nhanh lên. Giờ này mà mẹ còn lớn giọng với Shin được à? Nếu vậy thì mẹ cứ thong thả hưởng thụ đi nhá. Shin đi chơi đây. Ngay giọng cu cậu hờn dỗi, mẹ vội vàng ngọt ngào để được cứu ra khỏi đây. Shin cũng không phải dạng vừa, đòi hỏi yêu sách lắm. Mẹ phải gọi là Shin dễ thương siêu cấp vũ trụ bất khả chiến bại cơ. Khiếp, cái tên gì nghe nổi da gà. Mẹ Mise vừa cắn răng vừa đọc. Thôi thì nhịn nhục chút còn hơi bị mắc kẹt. Mẹ hướng dẫn Shin lấy sổ danh bạ và tìm số điện thoại của thợ khóa. Nhưng việc này hình như hơi quá sức với cậu nhóc 5 tuổi, toàn chữ nên Shin không hiểu gì cả. Mẹ bắt đầu mô tả các nét để Shin viết lại, nhưng tất nhiên là cô cậu không làm được rồi, phải nghĩ cách khác thôi. Mẹ bảo Shin sang nhà ba hàng xóm nhờ vả, tuyệt đối không được đi rơi ra khắp cả khu phố đấy nhá. Cô cậu phi như bay, đúng lúc ba đang tức giận nói chuyện điện thoại, Shin nhiệt tình hỏi han, và thế là hai bác cháu tâm sự không quản giờ giấc, có vẻ như cậu ta đã quên béng mẹ Mise rồi. Trong này vừa bí vừa nóng, mẹ sắp ngất đến nơi, chán ông còn quá đi mất. Chiều muộn bố về nhà, hốt hoảng khi thấy mẹ bị nhốt trong nhà vệ sinh. Mẹ đã ở đây gần một ngày, tinh thần rệu rã. Bên này, sau khi hàn huyên tâm sự trên trời dưới biển, ăn bánh trái no say, ông con báo thủ mới nhớ ra phải đi cứu mẹ. Sau khi phá cửa xông vào và giải cứu mẹ Mise thành công, hai bố mẹ ôm nhau đầy cảm động. Thôi, cũng nhờ ơn bố mà mẹ không mất hình tượng trước mặt bà con lối xóm. Đúng lúc này cả đoàn người kéo đến nhà Nohara, thì ra bác hàng xóm đã chạy đi tìm khắp cả khu phố mới thấy một anh thợ khóa. Mọi người cùng đến xem mẹ Mise có làm sao không. Bác còn cẩn thận gọi cả cấp cứu phòng khi mẹ ngất và cả lính cứu hỏa, nhỡ khi không phá được khóa, tính đủ các trường hợp luôn, khiến khung cảnh quanh nhà nhốn nháo cả lên. Câu chuyện của mẹ Mise đã nổi tiếng nhất khu phố, bây giờ thì mẹ ngất thật đây. Bao nhiêu công sức xây dựng hình tượng bà nội trợ hoàn mỹ đã đổ sông đổ biển hết. Tập phim xe đẩy của cô Matsuzaka. Ngày nghỉ, cô Matsuzaka đang đi mua sắm, mấy món trang sức đẹp hớp hồn khiến cô cứ ngắm mãi, nhưng tiền nợ tháng này còn chưa trả hết, chỉ có thể mua cả bánh mì cho bữa tối thôi. Thôi thì đừng ngắm một chút cho no mắt vậy, có một sợi dây chuyền rất đẹp, siêu đậm tới 80% khiến cô đấu tranh tư tưởng. Biết bao giờ mới có giá tốt như vậy chứ, nhưng trong ví không có đủ 10.000 yên để dinh em nó về. Cô Matsuzaka vẫn rất lạc quan, kiểu gì bới tung trong nhà cũng không đủ cho xem, nên bèn chạy vội về, cả gia tài của cô lúc này chỉ có 9.102 yên, thiếu 900 yên nữa mới đủ tiền mua. Cô chán nản nhìn ra cửa sổ, giờ mà kiếm được 1.000 yên nữa thì tuyệt quá. Bỗng chiếc biển hiệu của cửa hàng cầm đồ đập vào mắt cô. Phải rồi, có thể đem đồ đạc đến đó để vay tiền mà. Cô bắt đầu lựa chọn những món đồ để đem đi cầm cố, nhưng trang sức và quần áo thật sự không có cái gì bỏ đi được cả. Tất cả đều rất cần thiết, vì vậy cô quyết định mang một xe đẩy toàn những đồ dùng trong nhà, đi đến tiệm cầm đồ vay tiền. Vì một tương lai bao nhiêu anh chàng phải ngước nhìn vẻ đẹp diễm lệ của cô. Nghĩ thôi đã thấy có động lực để thổ cái xe hàng nặng nhọc này đi rồi. Đột nhiên tiếng Shin vang lên, cô cậu đã ngồi trên xe từ lúc nào, không thấy cô đang khổ sở à mà còn làm cho nặng thêm thế. Cô giáo chột dạ, nếu để Shin biết mình đang đến tiệm cầm đồ thì coi như xong, cả trường sẽ biết cho mà coi, vì vậy cô đành nói dối là đi đổ rác. Shin thấy phí quá đi, những đồ này vẫn sử dụng được tốt mà. Cô đành chống chế rằng mình đã thay một loạt đồ mới nên không cần chúng nữa.
Ngay tới đây, chị liền thẳng tay vứt chiếc đèn làm cô giáo vội dùng cả thân mình đỡ lấy. Đồ cũ mà sao cô phải nâng niu thế nhỉ? Thôi, không nên đôi co với ông tướng này kẻo mất thời gian. Cô Matsuzaka nói khéo đuổi Shin đi và tiếp tục lên đường. Nhưng nay Shin nổi hứng làm học trò ngoan, muốn giúp đỡ cô nên cứ bám theo. Thật là cảm động quá đi mất. Ngang qua một bãi rác, cô cậu liền báo ngay khiến cô giáo vội chống chế để đi tiếp. Bãi rác này hết chỗ rồi, mà đồ của cô thì nhiều quá. Trong khi cô đang nghĩ kế để thoát khỏi Shin thì đã đến cửa tiệm cầm đồ từ lúc nào. Hay, lại phải giả vờ lướt qua trong tuyệt vọng. Từ đằng xa, thấy bóng dáng của mẹ Mise đang đi tới, cô Matsuzaka chớp lấy thời cơ, cố tình nói khéo để Shin lên xe mẹ đèo về nhà. Nhưng mẹ Mise vô tư không để ý tới điều đó, còn dặn Shin chơi cùng cô thật ngoan, một tiếng nữa về ăn cơm, nói rồi mẹ vội vàng lướt qua. Ù là trời, kế hoạch hỏng bét rồi, phải tính cách khác thật nhanh không người ta bán mất sợi dây chuyền. Một tia hy vọng lóe lên từ cửa hàng tiện lợi, cô giáo dụ dỗ Shin vào ăn kem, cô cậu vui sướng nhảy cẫng, lại còn đòi phải 100 yên ăn mấy bõ. Cô nghiến răng, thôi thì bây giờ cô cậu đòi bao nhiêu cô cũng đồng ý cho xong chuyện vậy. Nhân lúc Shin không chú ý, cô giáo vội vã quay xe phóng như điên tới tiệm cầm đồ. Mặc dù ông chủ tiệm nói rằng những thứ cô mang tới hoàn toàn vô dụng, không thể cho vay được, nhưng sau một hồi thuyết phục gãy lưỡi, cô cũng đã thành công lấy được 1.000 yên. Cô giáo vội vã tới cửa hàng chăm sóc, còn đem theo cả xe đẩy luôn. Nhưng giá mua tính bao gồm cả thuế nữa nên thành 10.300 yên, vậy thì không đủ rồi. Ngay tới đây, cô giáo điên cuồng chạy đi vay tiếp, nhưng hiệu cầm đồ đã đóng cửa. Cô tuyệt vọng ngồi sụp xuống, còn thiếu 300 nữa thôi mà. Lúc này cô nhớ ra, mình đã quên không nhờ nhân viên bán hàng giữ chiếc vòng cho mình. Và đúng như cô lo sợ, chiếc vòng đã bị bán mất. Cô giáo buồn bã đi về, tự mình an ủi bản thân. Ngẫm lại thì sợi dây chuyền đó tuy được siêu rẻ, nhưng không hợp với cô lắm, coi như tiện thể dọn bớt đồ linh tinh trong nhà vậy. Nói thế thôi chứ đang yên đang lành, chiếc đèn bị mang đi cầm mất, làm cô giáo phải thắp nến trong nhà. Đúng là khổ quá đi mà. Tập phim đi xem bắn pháo hoa. Hôm nay là một ngày lễ đặc biệt nên sẽ có bắn pháo hoa. Từ khi trời còn chưa tối hẳn, Shin đã háo hức thúc giục bố mẹ. Làm gì mà gấp gáp thế, vẫn còn sớm mà, với lại pháo hoa chỉ bắn khi trời tối hẳn thôi. Cả nhà diện lên bộ đồ yukata rất đẹp, đặc biệt là bộ của mẹ Mise. Tất nhiên, hàng hiệu đắt tiền mà lị. Hai bố con nhìn nhau bằng ánh mắt phán xét, sao lại phân biệt đối xử thế? Shin chỉ được mặc đồ sân sale giá rẻ, còn bộ của bố thì không nhớ đã mặc bao nhiêu năm rồi. Mẹ đúng là yêu nữ tiêu xài phung phí. So bì cái gì, nhà này chỉ có một bông hoa nên phải được tỏa sáng nhất. Lên đường ngay trước khi mẹ cho ở nhà bây giờ. Trên đường đến địa điểm, mọi người cũng đi xem pháo hoa rất đông. Shin bé quá không nhìn thấy gì nên muốn được bố bế lên cao. Tự nhiên bố cảm thấy sau gáy cứ mát mát thế nhỉ? Hóa ra cu cậu không thèm mặc quần. Ghê quá, bố không cho nữa nhưng cu cậu nhất quyết bám chặt, còn bịt mắt khiến bố vấp đá ngã nhào xuống đất. Trong lúc hai bố con đang tranh luận, buổi biểu diễn pháo hoa đã bắt đầu. Vẻ đẹp khiến mọi người trầm trồ, nhưng nơi này thật sự quá đông. Nhà Nohara đến sát giờ nên không có chỗ đẹp. Chán ghê, chắc năm sau bố phải đi sớm giữ chỗ thôi. Mà không biết cô Sakurada và những người khác đã đến chưa nhỉ? Lúc này, nhà Nene đang tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc trên du thuyền sang trọng. Mẹ Nene cảm giác sắp có biến xảy ra, vội đóng cửa sổ lại. Lạ thật, tại sao cả khoang chỉ có nhà Nene ngồi thôi nhỉ? Còn trống rất nhiều chỗ. Bên này, nhà Nohara đi một vòng tìm kiếm nhưng vẫn không thấy cô Sakurada và những người khác. Chẳng lẽ họ không tới sao? Trong lúc chờ đợi, cả nhà đi mua đồ ăn. Ở đây bán đắt nhỉ, được một ít mà không có thịt nữa. Mẹ Mise phàn nàn. Bỗng một giọng nói vang lên chỉ đạo, khiến anh nhân viên vội vàng làm thật đầy đủ cho mẹ. Thì ra đó là học trò huấn luyện chó của Kushin, kiêm ông trùm xã hội thâm. Cũng ghê gớm thật đấy, mạng lưới bạn bè máu mặt quá cơ. Nhờ quen biết đặc biệt này, nhà Nohara được đặt cách đến ghế hạng nhất ngồi, đó là thuyền của ông chú xã hội đen. Và đến nơi, nhà Nohara vô tình gặp gia đình Nene. Mẹ Nene linh cảm tốt thật đấy, gặp nhà Nohara khiến cô ấy tụt mút dã man, nhưng cũng hơi rén khi thấy đàn anh đàn chị bặm trợn phía sau. Không sao, bạn của huấn luyện viên Shin cũng là bạn của ông trùm, đều được tiếp đón thật chú đáo. Mọi người cùng ngồi liên hoan với nhau, Shin và Nene mải mê đứng xem pháo hoa bên cửa sổ. Mẹ Mise lo lắng, xem từ chỗ này có hơi gần quá không? Lo gì chứ, cận cảnh mới cảm nhận được hết vẻ đẹp tuyệt vời của pháo hoa. Để chiều ý Kushin, ông trùm còn cho thuyền lái ra giữa sông. Ba người thoải mái trèo lên mái ngồi rất chill, đúng là vị trí VIP mà. Tiếng pháo hoa nổ cứ như đại bác vậy, khiến bố mẹ Nene giật mình thon thót. Lại còn ngồi cùng toàn dân xã hội đen nên không dám ho he câu nào. Mẹ Nene thì tức phát điên, đứng lên hét lớn, múa may không ngừng, khiến ông bố sợ quá phải cản lại. Mọi người đều ái ngại trước hành động kỳ cục của mẹ Sakurada. Xem ra có mỗi Nene là vui nhất thôi. Vậy là đi tong khoảng thời gian hạnh phúc của gia đình Nene rồi. Và đó là những câu chuyện thú vị của ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi tới phút cuối này. Nếu thấy hay, hãy like và đăng ký kênh ủng hộ lớp mình nhé. Chúng tôi sẽ quay trở lại với nhiều câu chuyện hấp dẫn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!